mỗi ngày Yakult, mỗi ngày khỏe mạnh. Ơ, sếp. Ừ, Như Ý đâu rồi? Cô ra ngoài pha cà phê ạ. Lâm, cậu bảo Như Ý bổ sung vào danh sách phòng 2 bản thiết kế này cho tôi. Dạ vâng. Cậu xem qua như thế nào rồi báo cáo trực tiếp cho tôi nha. Vâng. Tình hình dưới công trường thế nào? À, cũng nhiều vấn đề, em đang đi báo cáo anh ạ. Tìm ra được nguyên nhân là tốt rồi. Tôi bận lắm, có gì cậu cứ chủ động giải quyết. Dạ. Được việc là được. Vâng. Cà phê của anh đây. Anh ơi, tối nay em định hẹn hội Robinson, tụ tập một bữa đi, chào mừng anh trở về. Ok. Tò mò thế, em đang biết cái gì đấy? Bí mật. Kiểu gì 8 năm nữa anh chả đọc được. 8 năm nữa? Lâu thế. Thôi, cho anh xem demo tí đi. Đi. Thì đợi em một tí. Trái giúp em ạ. À rồi, cảm ơn. VIP 2 nha, bên tay trái tầng 2 nha. Bên tay trái anh em ơi. Đi lên em ơi. Chắc là anh cũng mệt rồi. Để em tự bắt taxi về. Để em về một mình, anh không yên tâm. Có gì đâu mà không yên tâm ạ. Anh cũng gặp em ở bệnh viện rồi mà. Độ hung hãn của em chắc là cũng không nhiều người qua được đâu. Không được. Đây là nguyên tắc ứng xử của anh. Vâng.